Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay đang là buổi sáng ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021. Tôi đang đứng trong một cái kho hàng của chúng tôi. Kho hàng này hầu như là chứa trường kỷ. Các cái bộ trường kỷ là cứ để dựng đứng lên thế này. Và hầu như là các bộ đều được đánh dấu ở dưới gầm. Thì tôi để ý thế đây là nhiều nhất là năm 18 và có một số bộ thậm chí là năm 17. Đây là bộ trường kỷ TK3 ngày mùng 1 tháng 8 năm 17. Đấy. 010817 tức là mùng 1 tháng 8 năm 2017. Ví dụ những cái bộ khác này, chữ nó mờ mờ, nó ví dụ 318 này, tức là tháng 3 năm 18. Thì các cái mẻ của năm 17, 18 là rất nhiều ở đây. Thực tế thì năm 19, 20 vẫn có sản xuất, nhưng mà chính những cái đấy để ở ngoài thì thợ lại lấy ra, lại sơn trước và lại tiêu thụ rồi. Thế trong cái đó thì các cái bộ này nó kẹt ở bên trong. Nên lúc này đây là với cái rộng đường, với dọn đường để lôi ra, để sơn, để đưa vào tiêu thụ. Như vậy là cái sản phẩm, các cái, vì là đồ gỗ Đức Hiền là cái gì cũng làm nhiều. Riêng trường kỷ độ 100 bộ, cho nên là cái gì nó cũng khô kiệt luôn rồi. Và khách hàng thì lại thích nhất cái yếu tố đó. Thích nhất là cái thứ đã để khô mà mạng nhện bám đầy như này. Mạng nhện bám là tốt. Đấy, chứng tỏ nó khô kiệt rồi, nó không còn vấn đề gì cả. Tất cả sản phẩm đồ gỗ mà cứ sau một năm nó trải qua đủ 4 mùa xuân hạ thu đông thì nó là hết sức an toàn rồi. Đấy. Đây để tạm thức kia. Không có lên kia không? Ba cho đây này. Không không không, rồi vướng. Rồi để chỗ này. Chúng tôi đang soạn để bộ nào vào bộ đấy. Đấy, Thành lùi lại tí đi. Để cho nó sát vào cái chỗ kia. Đấy, cho nó sát đấy. Cho gọn gàng. Xin tạm biệt quý vị. Đây, xin quý vị liên lạc với Đức Hiền, đồ gỗ Đức Hiền theo số Zalo 0967666111 hoặc gọi điện trực tiếp 0984666999. Cảm ơn quý vị. Ở các cái bộ trường kỷ hiện nay ở đây đang là có giá từ 27, 30, 40. Nhưng mà đợt này đang có khuyến mại là sẽ được biếu. Mỗi bộ trường kỷ ai mua sẽ đều được tặng một cái bộ tranh tứ bình hoặc là một bức tranh trị giá độ 5 triệu. Xin tạm biệt quý vị. Tranh đục chạm đấy ạ, chứ không phải tranh khảm đâu.